Hôm nay, hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, ADMM hẹp và các hoạt động liên quan sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Không khí tại khách sạn Melia, nơi diễn ra các hoạt động của hội nghị ra sao, công tác chuẩn bị đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn tất như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phần ghi nhanh của phóng viên thời sự truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trong tối qua và sáng ngày hôm nay, các đại biểu tới từ Bộ Quốc phòng các nước ASEAN đã lần lượt tới Hà Nội. Ngay tại sân bay, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử cán bộ đón tiếp các đại biểu, hướng dẫn các đại biểu về nơi ăn nghỉ và làm việc tại khách sạn Melia. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy vấn đề sức khỏe của các đại biểu tham dự hội nghị là ưu tiên hàng đầu. Tại phòng điều trị của Tổ quân y cơ động phục vụ hội nghị, hai bác sĩ cùng hai điều dưỡng sẽ túc trực 24/24 giờ. Đây đều là các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngoài ra, tại Bệnh viện 108, Tổ quân y cơ động cũng được bố trí, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống. Trước đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành khử trùng khách sạn Melia. Ở lối ra vào các phòng họp của hội nghị được bố trí các thiết bị tầm soát thân nhiệt hiện đại. Tại phòng lưu trú của các đại biểu, những tờ rơi hướng dẫn phòng dịch và nhiệt kế cá nhân được bố trí để các đại biểu chủ động kiểm tra sức khỏe. Các y bác sĩ của Tổ quân y cơ động sẽ đảm nhận kiểm tra thân nhiệt các đại biểu trước khi vào hội nghị. Chúng tôi có đầy đủ hết các trang thiết bị cấp cứu, từ hồi sức cấp cứu, rồi các máy sốc, như các bạn có thể thấy, máy sốc điện, monitor theo dõi, bình oxy và tủ thuốc cấp cứu thì cũng có đầy đủ hết các thuốc để sơ cứu những cái bệnh thông thường. Phòng hội nghị khách sạn Melia, nơi các đại biểu tới từ Bộ Quốc phòng các nước ASEAN sẽ trao đổi, thảo luận trong khuôn khổ hội nghị ADMM hẹp. Từng chi tiết nhỏ nhất về âm thanh, ánh sáng, khánh tiết đều được kiểm tra kỹ càng, đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình diễn ra hội nghị. Hội nghị ADMM hẹp là một trong những hội nghị chính về hợp tác quân sự quốc phòng của năm ASEAN 2020 với Việt Nam trên cương vị chủ tịch. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của các hoạt động hội nghị về quân sự quốc phòng trong năm 2020. Cho đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng, đảm bảo cho hội nghị chiều nay sẽ diễn ra trọng thị và an toàn tuyệt đối.